Xin chào các bác nha. Tình hình mưa bão ở chỗ các bác thế nào? Chỗ em thì là đang mưa to các bác nhé. Chúc các bác an toàn vượt qua cái cơn bão số 3 này. Em đang chứng yến cho bà bầu nhà em dùng đây. Bầu nhà em được 7 tháng rồi, gần 7 tháng rồi, 7 tháng một tuần rồi. Đây là yến, chứng yến nhé. Chứng yến là sen táo đỏ đường phèn. Đấy, nó đang sôi sùng sục này. Nhặt sạch lông, sơ chế hạt sen các thứ cho vào đây cả nước đường phèn, chế vào cái hũ nắp vàng này 70ml này, trưng sôi như này trong vòng 20 phút nhé, đậy cung này trong vòng 20 phút, rất đơn giản đấy, nó mờ hết cả cái camera này. Đấy, trưng trong vòng 20 phút là được các bác nhé. Đấy, bỏ ra để nguội, nó cho vào ngăn mát tủ lạnh bảo quản này, dùng nửa tháng quay đầu các bác nhé. Đấy, mình dùng thế thì đảm bảo cái dinh dưỡng và chất lượng. Cái yến này rất là bổ dưỡng cho bà bầu và những người mới ốm dậy sau phẫu thuật, những người còi xương suy dinh dưỡng. Đấy, cún nhà em ấy, thì là ăn rất nhiều yến rồi. Bây giờ trưng cho vợ em đây, con bầu đứa thứ hai nhé. Yến trưng. Yến này nguồn gốc yến là nhà chị họ em nuôi ở trong Bạc Liêu, có nhà nuôi yến nhé. Chất lượng thì là chuẩn chỉ luôn. Thế em còn trưng cho vợ em ăn, cho nên là chất lượng thì đảm bảo an toàn tuyệt đối, nguồn gốc rõ ràng. Trưng thì nhặt tự tay em nhặt trưng thủ công, không qua máy móc, không có chất bảo quản gì cả, yên tâm sử dụng. Đó, ok các bác nha.